Hello, Thôi xin cho gì, nó chào. thay đồ nó phải vô phòng cơ. Nè, chào con. Trời, sao con giống Khôi Mập với? Con tên Ôi, gì? xinh thế. Con có phải Khôi Mập không? Xinh vậy. Con có biết Khôi Mập trên mạng không? Cái này bị chỉ cây. Cái xe bị sao? Cây này bị bắt phang cây. Rồi, con thích ăn bánh bao không? Bánh bao á, bao ăn bánh kem. Nó thích ăn bánh kem hả? Ờ, nó thích ăn bánh giòn không? Ồ, đẹp trai nè. Nam không? Phải nam không? Hôm bữa thấy chú rồi mà. Ồ, đẹp trai quá nè. Rồi sao đây ông vai chú ngồi nè. Ủa, ai ấy, ai đẹp trai nhất, ai đẹp trai nhất lớp nè. Cún cún chào chú hả? Chào, chào chú trường không? À, chào chú trường. Chào bà ngoại về nè. Chú trường nhìn lạ. Con dạo này con đi công tác gì con đen thui à? Ổn nhon hơn mà. Dạ. Mới đi Sóc Trăng 3 ngày về. Nè, con tên gì? Con tên gì? Đứng đứng ngoài kia, con đứng ngoài kia vậy đó. Đây có chân xe đạp rồi. Rồi anh sẽ đem đi về rồi nè. Đây con tên gì con? Trời hôn bạn đi. Vì sao đánh mấy cô ai nè? Đấy xin chào. Đây là trường mẫu giáo nè, đây là trường mẫu giáo của bà ngoại Cún nè. Cô nói đi chào chú trường đi. Kìa, chào ba là mẹ, bà nội kêu là có mẹ nó ở nhà nó nhõng nhẽo, mẹ nó vô cùng. Để như thế này bé này chắc 2 tuổi nè. Cứ có mẹ nó ở nhà cái nó giọng nhõng nhẽo, mẹ nó bắt đẹp vậy đó. Bắt tay chú cái. Chào bà ngoại nhanh lên. Vô. Sao con đang bị cảm hả? Dạ. Cố. Khoanh tay chào bà ngoại đi về nhanh lên. Chào bà ngoại. Thưa miếng đi. Nhai đi. Nhai gì trong miệng nhỉ? Nhai gì đó. Nhai từ nãy giờ đó hả? Ăn cơm cứ đòi ăn trứng gà hả? Trời mà ông này cũng hài ghê luôn nè. Anh thì như thế này anh lớn ghê luôn, nó phải phá ghê. Năm đi học rồi, còn cái này. Cậu anh là con này anh lớn ghê luôn á. Cún có nhớ chú Trường không? À, đi về rồi, cũng không nhớ, buồn quá. Thôi thưa bà ngoại, mình đi, đi xếp lấy á. Xếp lấy vậy. Cậu đâu? Trời ơi. Về anh lậu nào nó lên. Anh hai về thôi. Có con em gái gì mà suốt ngày nó bắt nạt. Qua mẹ nó tính hướng là nó bảo cho em ở lại bữa. Thì hôm qua siêu nhân Spider-Man chị chạy gần qua tới đây rồi đó. Được đón về. Buổi sáng á xong rồi chị kêu con que chơi đi giúp Spider-Man luôn rồi. Thế cái chị kêu là chứ xong tự nhiên đi một lúc cứ tự nhiên con thấy quay về. Ủa sao đi về vậy? Kêu giờ chạy qua em cũng không đón nó về được. Rồi chuẩn bị leo lên cọc rồi. Thì Spider-Man thì mẹ em đi cộng luôn nè. Thế tối hôm qua kêu là tại mưa hàng chồng tính đó, xong anh Văn lại đi làm. Đấy, Spider-Man mời em đi cộng đấy. Cũng có đợi nó mà hiểm không? Rồi, coi ông leo lên bàn cũng ngồi luôn kìa. Bữa gặp bây giờ là mập rồi, lớn quá rồi. bye bye chú ơi, bye bye. Cũng rồi, không phải tình luôn. Cười dễ thương quá.